Sức khỏe Phan xin kính chào quý vị và các bạn. Trong công thức này, cô bác cần chuẩn bị vừng, hay còn gọi là mè, đen hoặc trắng và mật ong. Với nguyên liệu đầu tiên là vừng, cô bác chuẩn bị 100g vừng như thế này nhé. Theo đông y, vừng có vị ngọt nhẹ, có tác dụng bổ huyết, làm ấm ruột, dưỡng thận, bảo vệ gan, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và bổ sung máu cho cơ thể. Sau khi đã có vừng, cô bác bắc chảo lên bếp, cho vừng vào đảo thật đều tay trên lửa nhỏ trong khoảng 15 phút. Đến khi có mùi thơm tỏa ra thì cô bác thử múc vài hạt vừng lên rồi kiểm tra xem vừng có giòn không. Nếu giòn thì vừng đã chín rồi đó ạ. Hạt vừng trông nhỏ mà có vỏ đó cô bác nhé. Bởi hàm lượng canxi của hạt mè được các nhà nghiên cứu chứng minh là cao hơn so với đậu phụ. Tương tự như vậy, lượng sắt có trong loại thực phẩm này thậm chí còn nhiều hơn gan động vật và hàm lượng protein thì cao hơn thịt bò và trứng. Đúng thật là quá bất ngờ đúng không cô bác? Sau khi vừng đã chín giòn, cô bác tắt bếp, cho vừng ra ngoài và để nguội. Nguyên liệu thứ hai trong công thức này đó chính là mật ong. Cô bác cần chuẩn bị 200ml mật ong như thế này. Cô bác có thể gia giảm định lượng vừng và mật ong phù hợp với gia đình mình, miễn sao tỷ lệ vừng và mật ong là 1:1 là được nhé. Từ xưa đến nay, mật ong được coi là một siêu thực phẩm giúp loại bỏ nhiều vấn đề sức khỏe. Chất lỏng vàng sánh mịn này chứa đầy vitamin và khoáng chất cho cơ thể, giúp kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đái tháo đường, trào ngược dạ dày, giảm ho, long đờm rất hiệu quả. Khi vừng đã nguội, cô bác cho vào lọ thủy tinh như thế này, sau đó đổ mật ong đã chuẩn bị vào cùng và khuấy đều lên. Vậy là đã hoàn thành rồi đó cô bác ạ. Mật ong kết hợp với vừng sẽ mang lại vô số lợi ích ngạc nhiên cho sức khỏe, như có lợi cho hệ thống miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại, ngăn ngừa đau dạ dày bởi mật ong có chứa chất chống oxy hóa, bảo vệ niêm mạc dạ dày, còn vừng giúp làm lành tình trạng loét bao tử. Ngoài ra, kết hợp vừng và mật ong còn giúp hạ thấp cholesterol trong máu, ngăn ngừa tiểu đường, xương khớp chắc khỏe đó ạ. Sau đây, ban biên tập chương trình xin hướng dẫn cô bác cách sử dụng hỗn hợp này như sau. Mỗi sáng sau khi ngủ dậy, cô bác ăn một thìa hỗn hợp vừng và mật ong và dùng liên tục trong vòng 30 ngày. Sau đó nghỉ 7 ngày và áp dụng tiếp theo sẽ thấy cơ thể khỏe lên, tươi tỉnh, nhiều năng lượng, trẻ khỏe sống lâu đó ạ. Tuy nhiên khi dùng, cô bác cần lưu ý, ở một số người, vừng có thể gây dị ứng nếu cơ địa nhạy cảm. Do đó người bệnh nên sử dụng từng chút một, nếu thấy triệu chứng bất thường thì không nên sử dụng tiếp. Bên cạnh đó không nên quá lạm dụng vừng bởi nó có thể gây rối loạn nhịp tim, người mắc bệnh đông máu, sỏi thận, tắc tĩnh mạch, thừa cân béo phì, kẻo lợi bất cập hại cô bác nhé. Trên đây là bài thuốc từ hạt vừng, rất dễ làm mà vô cùng bổ dưỡng. Còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp làm ngay một hũ vừng ngâm mật ong cô bác nhỉ? Nếu thích cách làm này, cô bác hãy chia sẻ nó tới người thân và bạn bè để mọi người cùng thực hiện nhé.